Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh An Giang, sáng nay 20 tháng 9, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã có buổi gặp gỡ tiếp xúc cử tri tại xã Long Điền A, huyện Gia Mới. Cùng tham dự với đoàn có ông Đỗ Tấn Khiết, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh và huyện Gia Mới. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Trịnh Lam Sinh, thông tin đến bà con cử tri huyện chợ mới, chương trình, nội dung và những vấn đề quan trọng của đất nước được thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 chỉ ra trong tháng 10, tháng 11 năm 2022. Đồng thời mong muốn tiếp tục tiếp thu ghi nhận những tâm tư nguyện vọng đề xuất kiến nghị của bà con cử tri, các vấn đề quan tâm trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm cơ sở trình chính phủ Quốc hội xem xét, giải quyết tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 tới. Sau khi nghe báo cáo, cử tri đã thống nhất cao các nội dung chương trình kỳ họp sắp diễn ra. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri tham gia đã kiến nghiệm với Quốc hội, chính phủ và chính quyền trong tỉnh nhiều nội dung như có giải pháp định hướng hỗ trợ phát triển làng nghề mộc truyền thống chợ thủ trong việc hỗ trợ vốn sản xuất, kết nối đầu ra cho sản phẩm làng nghề truyền thống, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ làng nghề ngày càng phát triển, đề xuất với các ngành chức năng tăng cường quản lý đảm bảo vấn đề an ninh nguồn nước, giảm thiểu tác hại ô nhiễm môi trường tăng cường kiểm soát xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm trong thu gom bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật gây tác hại đến môi trường có giải pháp bình ổn trước tình hình giá cả vật tư nông nghiệp giá cả các mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt tăng cường kiểm soát và xử phạt nặng những doanh nghiệp sản xuất phân bón giả khó khăn trong việc chọn sách giáo khoa giá cả sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông thay đổi chế độ chính sách đối với giáo viên để đảm bảo đời sống một số bất cập trong tham gia bảo hiểm y tế dần dần. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp tục ghi nhận những kiến nghị của cử tri và trên từng góc độ công việc sẽ có kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sắp tới.